Ứng cử viên tranh cử Donald Trump tuyên bố ông sẽ không bao giờ đầu hàng sau khi xảy ra trường hợp nghi là vụ bưu sát mới nhằm vào cựu tổng thống này hôm 15 tháng 9. Trong email gửi cho các nhà tài trợ, ông viết: "Có nhiều phát súng nổ gần chỗ tôi, nhưng trước khi các tin đồn bắt đầu lan truyền ngoài tầm kiểm soát, tôi muốn các bạn nghe điều này trước. Tôi an toàn và tôi ổn." Trước đó, cảnh sát đã bắt giữ một đối tượng sau vụ nổ súng tại câu lạc bộ golf quốc tế Trump, tức là sân golf của vị cựu tổng thống tại bang Florida. Lực lượng cảnh sát cho biết, nhân viên mật vụ Mỹ phát hiện một nòng súng trường thò ra từ lưới rào nên đã phản ứng và bắn ít nhất 4 phát súng vào lúc khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15 tháng 9. Đối tượng ra xe bỏ chạy nhưng bị bắt lại trên đường. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện khẩu súng trường kiểu AK-47 có ống ngắm, hai ba lô bên trong có gạch men, máy quay phim và một số đồ vật khác. Phó Tổng thống Kamala Harris, người đang đối đầu ông Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng cho biết, đã được báo cáo về thông tin nổ súng gần cựu tổng thống. Bà Harris viết trên mạng xã hội X rằng: "Tôi mừng vì ông ấy an toàn, không có chỗ cho bạo lực tại Mỹ." Trong khi đó, Nhà Trắng ra thông báo cho biết Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Harris đều đã được thông tin về sự cố an ninh và cảm thấy nhẹ nhõm khi ông Trump an toàn. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI thông báo cơ quan này đang điều tra vụ việc. Tờ The New York Times dẫn lời phát ngôn viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Palm Beach, bang Florida, Mỹ xác nhận một vụ nổ súng đã xảy ra trong khuôn viên của sân golf. Theo Cảnh sát trưởng Rick Bradshaw, các nhân viên mật vụ Mỹ đã bắn ít nhất 4 phát súng vào lúc khoảng 13 giờ 30 ngày 15 tháng 9. "Hiện tại, chúng tôi đang giam giữ một người có thể là nghi phạm, nhưng chúng tôi vẫn cần điều tra thêm." CNN dẫn nguồn tin an ninh tiết lộ nghi can tên Ryan Wesley Roof. Sau khi nghi can lên xe bỏ chạy khỏi hiện trường, lực lượng cảnh sát của hạt Martin, bang Florida đã được huy động triển khai dày đặc trên đường cao tốc liên bang 95 và bắt được đối tượng một cách an toàn. Ông Snyder cho biết nghi can tương đối bình tĩnh khi bị bắt. Vị cảnh sát trưởng cho hay nghi can không có vũ khí khi bị lực lượng hành pháp đưa ra khỏi xe. Cảnh sát cho biết vị trí nấp của nghi can cách nơi ông Trump đứng khoảng vài trăm mét. Vào thời điểm tiếng súng vang lên, ông Trump đang di chuyển từ khu vực lỗ thứ 5 sang lỗ thứ 6 tại sân golf cùng nhà tài trợ Steve Witkoff. Sân golf ngay lập tức bị phong tỏa. Ông Trump đã từng bị bắn trúng tai trong vụ ám sát trong lúc tranh cử tại bang Pennsylvania hồi tháng 7. Trong vụ ám sát đó, nghi phạm được cho là đã lên kế hoạch từ nhiều tháng trước. Người này đã tìm hiểu về lịch trình công khai của ông Trump và thậm chí đã tới hiện trường để thăm dò mà không bị phát. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.